chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý khán giả, hiện nay mong ước có được một làn da trắng mịn màng của chị em phụ nữ là rất lớn. Và để đạt được điều này, nhiều chị em phụ nữ đã sử dụng nhiều cách làm khác nhau. Nhưng trên thực tế, giới chuyên môn đã cảnh báo nhiều cách làm mà chị em hiện nay đang sử dụng là rất nguy hại cho làn da nói riêng và sức khỏe nói chung. Vậy làm thế nào để có thể cải tạo, có được một làn da trắng mịn màng? Trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay, chúng tôi muốn mời tất cả quý khán giả mà đặc biệt là chị em phụ nữ cùng tìm hiểu chủ đề giải pháp trắng da an toàn. Không biết từ khi nào, nhiều chị em phụ nữ ở nước ta chỉ thích có mỗi làn da trắng, hiếm thấy ai thích làn da ngăm ngăm hoặc đen. Và để có làn da trắng thì buộc phải cải biến nó bằng nhiều cách khác nhau. Chính vì vậy, giờ đây mỗi khi có dịp gặp nhau, đề tài mà các chị bàn luận vẫn là kem nào dưỡng trắng da nhanh nhất, tốt nhất. Từ nông thôn đến thành thị, tùy tình hình kinh tế của mình mà các chị sẽ chọn loại kem nào để dưỡng trắng da, từ vài triệu đến vài chục ngàn đồng. Chứ ít khi chị em phụ nữ nào chịu khó tìm hiểu xem thành phần làm trắng da của các loại kem mình đang sử dụng là gì, có tác hại hay nguy hiểm gì cho làn da hay không. Là phụ nữ ai cũng có thích, có muốn làn da trắng sáng và mịn. Cho nên ai chỉ em cách làm trắng sáng da thì em làm theo. Làn da trắng luôn luôn hấp dẫn, người phụ nữ ai cũng thích, nhưng giờ em đang sử dụng kem để làm trắng da. Thậm chí nhiều chị biết là dùng các sản phẩm làm trắng da từ các loại kem trộn, kem tự bào chế ở nhà là nguy hiểm cho làn da về sau. Thế nhưng các chị vẫn cứ thoa và sử dụng thường xuyên. Vì sao như vậy? Chỉ vì các chị thấy trước mắt là làn da trắng thật, mịn thật và đẹp thật. Em xài kem trộn, em thấy trắng có hiệu quả nên em cũng chỉ cho nhiều người mà em thấy cũng có hiệu quả. Dạ nên ta tin. Còn về sau có như thế nào thì không cần biết. Giả lại các chị cứ nghĩ đơn giản, nếu làn da có bị đen lại hay bị gì đi nữa thì mình chăm sóc điều trị sẽ đẹp trở lại mà thôi. Chứ ít ai biết rằng hậu quả đáng sợ của việc làm trắng da không khoa học là như thế này. Kính thưa quý khán giả, trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay với chủ đề giải pháp trắng da an toàn, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá, trưởng bộ môn da liễu của Đại học Y Dược Cần Thơ nhé. Xin được chào tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá. Qua theo dõi ghi nhận vừa rồi, chắc chắn chị em phụ nữ sẽ đặt ngay câu hỏi, cũng chỉ là cách làm để mà cho trắng da thôi, nhưng không hiểu tại sao lại nguy hại cho làn da đến như vậy. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ có thể vui lòng chỉ ra đâu là cái sai mà chị em phụ nữ đã làm, từ việc là sử dụng các phương pháp lột da nè, rồi sử dụng các loại kem trộn để mong cải tạo cho làn da mình trắng ra. Cấu trúc da của con người chúng ta rất đặc biệt. Chúng ta thấy là với cấu trúc đặc biệt đó thì nó phát huy rất nhiều chức năng để bảo vệ cơ thể con người. Thì một trong những cái chức năng quan trọng đó là chức năng bảo vệ. Và vì sao lại có được chức năng này? Thì chúng ta thấy là trên da nó có một cái màng chất béo bảo vệ da. Và chính cái màng chất béo này là do tuyến bã nhờn bài tiết ra. Và như vậy thì cái tuyến bã nhờn nó bài tiết ra một màng chất béo, nó chống lại rất nhiều các yếu tố bất lợi từ bên ngoài, kể cả vi trùng và vi nấm. Như vậy thì nếu mà chúng ta dùng các cái biện pháp tẩy lột quá thường xuyên thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến màng chất béo bảo vệ da, và thông qua đó nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cái làn da. Ngoài ra thì chúng ta thấy là khi một số chị em phụ nữ lại có thói quen sử dụng kem trộn, vậy thì kem trộn nó lại chứa nhiều thành phần và điều đáng quan tâm là nó chứa corticoid. Như vậy thì khi sử dụng lâu dài thì chắc chắn nó sẽ xảy ra nhiều cái tác dụng không mong muốn, hay nói khác hơn là những cái tác hại do việc lạm dụng corticoid. Thì chúng ta thấy là một số thời gian đầu khi các chị em sử dụng thì da có vẻ đẹp, nhưng đó chỉ là một cái đẹp tạm thời thôi. Nhưng rồi sau đó là nhiều bất lợi có thể xảy ra. Ví dụ ta có thể thấy là da teo mỏng lại, rạn nứt da, rồi thay đổi sắc tố trên da, và điều đặc biệt là có thể nó làm trỗi dậy sự phát triển của vi trùng vi nấm. Dân rõ ràng thì nhiều chị em phụ nữ cũng đã tâm sự lúc đầu là da có trắng thật, có đẹp thật nên nhiều chị em phụ nữ mới tin mà sử dụng. Vậy phải chăng có người thì bị biến chứng từ những cái phương pháp lột da hay là sử dụng kem trộn, còn có người thì hoàn toàn vô hại với phương pháp này? Thì người ta thấy rằng cái việc mà xảy ra các tác hại do việc lạm dụng corticoid nó tùy thuộc nhiều yếu tố lắm.
Ví dụ như nó lệ thuộc vào cái thành phần chính ở trong cái corticoid. Thì nếu như ai đó người ta sử dụng cái corticoid trong một cái nhóm mạnh và rất mạnh thì chắc chắn rằng cái tác hại sẽ xảy ra nó đáng kể hơn và lâu dài hơn. Và đòi hỏi phải có một thời gian dài để chữa trị. Ngoài ra thì cái việc người ta thoa một cái kem vì thì cái gọi là cái nồng độ họ thoa nó cũng ảnh hưởng đến cái mức độ gây hại. Đồng thời thì chúng ta thấy còn một số yếu tố khác, ví dụ như số lần thoa, ví dụ thoa nhiều lần, một cô thì thoa ít lần hơn trong ngày, một cô thì thoa nhiều lần hơn. Như vậy thì cái cô thoa nhiều lần hơn như vậy nó cũng sẽ gây tác hại lâu dài. Ngoài ra thì chúng ta thấy là cái diện tích thoa thì theo một số thông tin người ta cho rằng nếu việc lạm dụng corticoid bôi mà thoa trên một diện tích da trên 50% diện tích cơ thể thì cái hại nó xảy ra cũng giống như là cái tác hại khi người ta sử dụng đường toàn thân. Vậy thì ta thấy là qua một số lý do đó đã cho chúng ta thấy rằng đó là sự khác biệt giữa từng người. Và chắc chắn rằng nếu ta sử dụng hay nói là lạm dụng thời gian dài thì chắc chắn sẽ gây hại. Như vậy phải chăng không còn một cách nào khác có thể giúp cho chị em phụ nữ có được một làn da trắng mịn màng hay sao thưa tiến sĩ? Không, vẫn thể thực hiện được chứ. Nó có nhiều lý do lắm. Là bởi vì chúng ta vừa xem đó là một số các cái phương pháp gọi là phương pháp không đúng. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy là có nhiều phương pháp tốt. Và với cái sự phát triển của khoa học, đặc biệt là trong thời gian gần đây, thì trên thế giới cũng như Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều các chủng loại mỹ phẩm có giá trị. Và rất nhiều các công nghệ thẩm mỹ có thể chúng ta ứng dụng và chúng ta có thể làm đẹp, làm trắng một cách rất an toàn. Vậy thì nhân đây xin tiến sĩ có thể vui lòng chỉ ra hiện nay y học đã áp dụng những cái giải pháp nào để có thể giúp cho chị em phụ nữ có được một làn da trắng mịn màng như mong ước. Nếu ta chỉ nói riêng về cái cách làm trắng da thì để có thể hiểu rõ hơn vấn đề này thì chúng ta thấy rằng xuất phát từ việc là tạo ra sắc tố melanin từ các tế bào hắc tố. Nếu mà vì một lý do gì đó nó tác động vào và làm cho các tế bào hắc tố tạo ra rất nhiều sắc tố thì da sẽ sậm. Nhưng nếu mà chúng ta có thể can thiệp, chúng ta có thể dùng một phương pháp nào đó làm ngăn chặn hoặc giảm đi sự tạo ra sắc tố từ các tế bào hắc tố thì đồng nghĩa cho câu chuyện là da sẽ trắng và đẹp hơn. Thế cho nên xuất phát từ quan điểm đó, cho nên là trên thị trường chúng ta thấy là có rất nhiều phương pháp. Trước tiên thì chúng ta thấy là cái phương pháp đầu tiên là gì? Nghĩa là người ta làm trẻ hóa da bằng cách là người ta có thể loại đi các tế bào chết, rồi loại đi các sắc tố dư thừa mà trong quá trình sinh hoạt hàng ngày người ta phải chịu đựng. Phương pháp thứ hai là người ta có thể dùng các công nghệ thẩm mỹ, đặc biệt là người ta dùng các công nghệ laser, người ta phá tan các sắc tố. Đó cũng là một biện pháp. Biện pháp thứ ba và rất quan trọng và được xem như đây là một biện pháp có giá trị lâu dài và bền vững, đó là người ta sẽ thực hiện chăm sóc da bằng một số sản phẩm. Và những sản phẩm này có chứa các hoạt chất có khả năng ức chế sự sản sinh sắc tố từ các tế bào hắc tố. Như vậy thì nếu chúng ta sử dụng đúng các phương pháp thì cái kết quả nó sẽ rất tốt. Là phụ nữ ai cũng mong ước sở hữu làn da trắng mịn. Trải qua nhiều cách làm khác nhau, nhiều chị em trong cuộc đã thấm thía rằng chỉ có thể cải tạo làn da trắng bằng những giải pháp được y học công nhận mới là an toàn và hiệu quả. Giờ đây, trước khi có một quyết định gì đó để thay đổi làn da, nhiều chị em phụ nữ biết chuyện luôn tìm đến sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa da liễu. Thưa bác sĩ có thể tư vấn giúp em là cũng như các chị em phụ nữ là bằng cách nào mà mình có thể dưỡng da trắng hơn một cách an toàn và hiệu quả không ạ? Thì hiện nay cái làm trắng da là có nhu cầu rất là lớn của chị em phụ nữ. Thì trắng da an toàn thì nói chung cũng hơi khó. Còn ở bên ngoài thì rất là nhiều người có những cái phương pháp làm trắng da, nhưng mà những phương pháp đó nó rất là nhanh mà nó trắng rất là nhiều, nhưng mà hiệu quả rất là kém, mà nó dễ bị hư da về sau này. Còn để mà chúng ta lại em muốn cái trắng da an toàn á thì em phải cần thời gian và cần phải kỹ. Thì chẳng hạn như là về bên trong, thì mình phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng ha, để bổ sung những cái nguyên tố cần thiết để cho da mình khỏe, tránh ánh sáng mặt trời. Còn bên ngoài, thì hai yếu tố quan trọng đó, một là em phải tránh nắng tốt, hai nữa là em phải dùng những sản phẩm mà nó không có độc hại. Chẳng hạn như ở đây là một cái loại mà nó cũng khá là hiệu quả và phổ biến, thì cái loại này nó cũng chứa thành phần cực kỳ tốt cho da, thì nó chứa cái vitamin C, vitamin E. Thì hai cái thành phần này nó là cái chất chống lão hóa ngoài da, nó giúp cho da làm
hủy đi những cái gốc tự do, thì như vậy thì cái da chúng ta nó sẽ nhanh chóng là phục hồi được tình trạng lão hóa. Cái thứ hai là nó ức chế cái tình trạng tăng sắc tố dưới da, thì nó làm cho cái da chúng ta nó sáng một cách rất là từ từ. Bên cạnh đó thì nó có thể nó giúp cho cái khả năng chống cái tia cực tím bên ngoài tốt nữa. Cho nên thì yếu tố đó như vậy nó giúp cho cái da mình nó trắng sáng một cách rất là từ từ và rất là tự nhiên. Làm trắng da từ giải pháp thiên nhiên bằng các loại vitamin an toàn nhưng đòi hỏi thời gian, không thể nhanh chóng như những biện pháp lột da hay làm trắng da từ kem trộn. Chính vì vậy, sự chăm chút, kiên nhẫn và siêng năng chăm sóc làn da là điều kiện quyết định để các chị em làm trắng da từ giải pháp thiên nhiên thành công. Kính thưa quý khán giả, qua theo dõi ghi nhận vừa rồi thì ngay bây giờ chúng ta cùng trở lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá nhé. Thưa tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Giang Bá, nhân câu chuyện ngày hôm nay là giải pháp trắng da an toàn, vậy thì xin tiến sĩ có thể vui lòng cho biết vì sao giới chuyên môn lại đưa ra khuyến cáo là chị em phụ nữ nên sử dụng từ những cái giải pháp thiên nhiên, mở đây cụ thể là các loại vitamin như vitamin C, vitamin E để có thể làm trắng da. Nói về vitamin thì ai ai chúng ta cũng đều biết rằng nó có một cái lợi ích rất là tốt. Nghĩa là khi sử dụng vitamin nó sẽ tham gia vào các quá trình chuyển hóa tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là đối với da, thì nói đến vitamin thì chúng ta thấy là có rất nhiều vitamin có lợi cho da. Đặc biệt là vitamin E, vitamin C. Thì chúng ta biết rằng khi nói đến vitamin E thì người ta biết rằng đây là một loại vitamin tăng trong dầu. Và loại vitamin này nó sẽ có tác dụng nó nuôi dưỡng da này. Và nó lại có tác dụng là chống oxy hóa, nó trung hòa các gốc tự do. Thì chúng ta biết là gốc tự do là thủ phạm chính để gây nên già nua và bệnh tật. Như vậy thì các nhà sản xuất người ta đã từ lâu rồi, người ta sẽ ứng dụng vitamin E vào trong quá trình nuôi dưỡng da một cách rất hợp lý bằng nhiều con đường khác nhau. Có thể bằng đường uống, có thể bằng đường thoa. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là vitamin C. Thì đây cũng là một loại vitamin mà người dân chúng ta và đặc biệt là chị em phụ nữ là rất là quan tâm. Thì nói đến vitamin C thì người ta lại hiểu ngay là vitamin C có tác dụng làm tăng sức đề kháng cơ thể nè. Rồi vitamin C cũng được xếp vào trong cái nhóm gọi là nhóm chống oxy hóa rất là tốt. Và thông qua đó thì người ta ứng dụng vitamin C để làm chậm các tiến trình lão hóa, để ngăn cản hoặc là xảy ra một số các bất lợi do cái lão hóa da gây nên, ví dụ sạm da rồi các nếp nhăn da vân vân. Ngoài ra thì chúng ta thấy là vitamin C còn có tác dụng là để nó kích thích để tân tạo collagen và để phục hồi các collagen bị tổn hại theo thời gian và năm tháng. Ví dụ chị em phụ nữ chúng ta tiếp xúc với môi trường ô nhiễm nè, và đặc biệt là tiếp xúc với tia tử ngoại trong nắng mặt trời, thì một phần nào có thể làm giảm đi cái lượng collagen theo thời gian. Vậy thì ta dùng vitamin C để phục hồi lại và thông qua đó nó sẽ giúp để giải quyết một số vấn đề về lão hóa da, ví dụ như có thể làm giảm các nếp nhăn. Các nhà sản xuất cũng đã phối hợp một cách rất hợp lý giữa vitamin C, vitamin E và một số thành phần khác, và thông qua đó có thể nó phát huy được một cái tính năng tối ưu trong vấn đề nuôi dưỡng và bảo vệ da. Dân vậy nhân đây thì xin tiến sĩ Quỳnh Giang Bá có thể cho biết là tác dụng của vitamin E, vitamin C lên bề mặt của da như thế nào ạ? Chúng ta thấy là giữa vitamin E và C nó lại có một cái tác động tương hỗ với nhau. Chúng ta rõ ràng chúng ta thấy là E và C là hai loại vitamin đều có tác dụng chống oxy hóa. Nghĩa là nó có khả năng nó làm trung hòa các gốc tự do và thông qua đó nó làm chậm các tiến trình lão hóa. Và điều đặc biệt là vitamin C lại có tác dụng ức chế sự sản sinh sắc tố melanin từ tế bào hắc tố. Và đây là một cái ưu điểm có thể cho thấy rằng, có thể lý giải rằng tại sao khi sử dụng vitamin C da sẽ sáng và trắng hơn. Dân dù được xem đây là giải pháp làm trắng da an toàn, nhưng để hiệu quả và an toàn thực sự thì chị em phụ nữ cần phải bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời như thế nào, thưa tiến sĩ? Rõ ràng đây là một câu hỏi rất hay. Và chúng ta thấy là khi da chúng ta bình thường, chúng ta ra ngoài nắng, thì chắc chắn rằng da sẽ bị sầm lại. Nếu chúng ta ra nắng mà trong thời gian ngắn thì đôi khi mắt thường ta không nhìn thấy cái độ sầm. Nhưng ta ra tiếp xúc thời gian dài, chắc chắn da sẽ sầm lại. Thì được xem đây là một cơ chế tự nhiên mà cơ thể con người tự bảo vệ, chống lại tác hại từ tia tử ngoại trong ánh nắng mặt trời qua hệ thống sắc tố melanin. Đấy. Và bây giờ chúng ta thấy là khi chúng ta đã áp dụng các phương pháp để làm trắng một cách rất an toàn và hiệu quả, thì điều tất nhiên là chúng ta phải tránh nắng. Ngay cả khi chúng ta dùng các công nghệ thẩm mỹ,
dùng laser để điều trị, để phá tan các cái vết sắc tố, thì sau đó vấn đề chống nắng cũng phải được đặt ra. Và như vậy thì đương nhiên rồi, các chị em chúng ta cũng đã có thói quen là người ta thực hiện nhiều biện pháp để tránh nắng và chống nắng. Ví dụ người ta có thể dùng các cái thời trang chống nắng, đặc biệt là khẩu trang chống nắng, găng tay chống nắng, vân vân. Và đặc biệt là người ta có thể sử dụng các loại kem chống nắng. Và điều đặc biệt là cái quan trọng là các chị em làm sao lựa chọn cho chính mình một loại kem chống nắng phù hợp với làn da cho chính mình, đặc biệt là đối với các làn da nhạy cảm, thì đây là một vấn đề quan trọng. Dân xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Nhân Bá đã tham gia tư vấn trong chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Sức khỏe của bạn của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình tuần sau.